Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hồ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta đấu với Pegasus. Nói chung là để cái con một mắt này nó bắt đấu với con một mắt coi nó như thế nào. Chắc là vui lắm đây. Rồi, ok, vừa vô có mấy lá này rồi, tốt thôi. Đây, chúng ta úp bài xuống nè các bạn. Rồi, no. Chà, vừa vô có con này rồi. Con này thì để nó tồn tại là đều không nên, cho nên là phá liền. No. À, Pegasus thì cũng chả có mấy lá bài mạnh ra, mình cũng chả lo lắm. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên ông ơi. No. Lá này hay đấy. Tool defense các bạn. Bộ bài này là tool nhiều lắm, tại đấu với Pegasus là đấu với bộ tool mà. Tool kết hợp với fusion này, kết hợp với lại retour nữa. Honey này có 3 món đó để dùng thôi. You've activated my trap card. Gì đây? À, Kamayoko à. Rồi no, sao cả. Chả tiếc. Mình set bộ bài mình tương đối yếu rồi, không có mạnh đâu. Bốn mấy lá mà toàn bài thường, không có lá bài nào để mà chiến công cả. Đấu với anh đi này cho vui. Rồi ok, ảnh cũng muốn đi tour rồi đấy. Này đi tour này. Rồi coi đi tour đấu đi tour. Rồi xong. Rồi cho ảnh rút luôn sao bình thường. Rồi ảnh mà tung ra mình có lá này ở đây rồi. Rồi anh em lại nhìn nhau nữa rồi. Chắc gì sổ ra được lá kia mình biết mà. Rồi sao chắc gì sổ được bài quái. Mình nhiều bài hơn ảnh một chút. Rồi để coi anh ấy có phép thuật gì nào. À, Motoribon à. Rồi ok, thoải mái. Con này hồi sinh lên thì phí. Rồi con này bữa nay dính bắt liền thiên nhãn 2 lần luôn tội nghiệp. Mọi thứ lặp lại. Rồi xong, lại không có lá tráp nào để dùng rồi tội nghiệp. Rồi ra con này thì hơi dở. Mình chưa có lá kia. Úp con này xuống đi coi gì vậy, bộ mình có lá tráp khác. Thật ra ơi, nó chả bị dụ đâu các bạn. Chỉ có người chơi thì thấy người ta để bài xuống thì phải lo là đó là tráp. Nhiều khi nó là phép người ta để giả bộ để xuống để dụ đối phương thôi. Rồi, ok. Hay rồi đây. Nhưng mà tiếc có một điều là bây giờ mình lại chả có lá bài nào. Đúng rồi là không có lá bài nào ở trên sân cho mình bắt cả, cũng vậy thôi. Cái con này nó hay ở chỗ là nó lên có bài trên sân thì nó bắt, còn thôi nó chỉ ra con quái thường thôi. Nó giống con Copycat vậy đó. Mà ngon hơn một chút. Nguy hiểm hơn một chút nhưng mà khó ra, Copycat quăng cái ra xài luôn. Còn nó là phải đi tour, đủ chuyện này nọ kia. Nói chung là phải đủ 3 lá mới xài được. Bao gồm một nó, một lá phép với một lá để mình hiến tế, ít nhất phải một lá, coi như là tốn 3 lá. Rồi. Ok, ai cho anh xài? Muốn xài dễ vậy sao? Muốn xài dễ vậy sao anh trai? Xài mà dễ như vậy thì ai cũng xài cả rồi nha. No. Yeah. Quăng ra. Rồi ok anh em, bắn. No. No 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 no. 1400. Rồi bắn tiếp phát nữa. No. 1000. Sao? Đau chưa anh trai? Rồi tiếp tục nào. Ồ, oh, còn nữa. Mình hết lá khắc phép đồ rồi. Ok, cho ảnh dùng tạm đi. À, ảnh ra con này á. Rồi, cho ảnh bắt luôn kim mình nó chả sao. Ủa mà khoan, vậy trường hợp này mình bắt được ảnh mà.
chơi hai con bắt nhau kiểu này là hơi bị vui á nha. No, this can't be. Có cái gì đâu mà can be ở đây. Rồi cho mượn xíu đi. No. Rồi xong. Cái quả này phải nói là hơi bị hay luôn á nha. Rồi đây nhập vô. Nhập vô. Rồi quả này là chơi hơi bị lạ luôn á. Ở đây nhập hai con vô coi như mình lấy full điểm tấn công của đối phương luôn, chưa kể 300 điểm mình cộng vô nữa. 300 mỗi lá rồi thành 600. Trường hợp này chắc là anh Pegasus chưa thấy bao giờ. Rồi một lá này ra sân nữa là thấy xong rồi. Rồi đây ok, lấy bài ra xài nào. Pegasus thì thật ra bài của anh không mạnh. Rồi ok bắn con gì. Rồi trả sao trả tiếc. Xong xong gắn bài này rồi còn gì nữa đâu mà tiếc. Tool này dễ đếp bài lắm. Rồi đây bị con chim này nó mổ cho một cái thì chắc Pegasus cũng cay. Gì đâu mà dữ vậy. Anh em chơi vui vẻ với nhau thôi mà. No 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 no. Rồi xong. Anh em chơi vui vẻ với nhau căng quá. Rồi rút bài ra chơi. Hay đấy. Có đủ bài để dùng luôn. Rồi quăng lá này ra trước. Cái gì mình rút bài ra chơi thôi gì đâu. Đây. Giờ thiếu cái lá bài quái. Còn anh lượt sao anh ra cái gì. Quái này vui rồi. I activate the spell card. Wow ghê đấy mà không sao bình thường với mình. Ây da bình thường bình thường. Trời ra hai con này luôn hả. Rồi đây rút bài quái ra chơi. Nhưng mà từ từ đã, chưa tới lúc mình dùng cái lá bài này. Rồi để coi nào dùng úp cái lá này xuống thôi. Sáu lá này mình cứ cầm tay. Con Phật nhà mắt ngàn tay này thì bắn phá đi. Cái gì đây à, Kamayoko à. Rồi ảnh có Kamayoko, mình lại có Bách Niên Thiên Nhãn. Rồi vô để coi anh có gì nữa nào. Oh wow, ma điểu linh vũ à, hay đấy. Hay hay hay. Thừa nhận là hay. Lá này chưa có dùng được. Rồi để quăng con chim ra phát nữa. Ta lấy thêm một cái lá bài phép. Rồi chắc để mình thí con ta một nghị quỷ lên luôn cũng được. Đây. Ra bài. Có gì đâu mà can't be ở đây. Bắt. Ôi con này cũng nguy hiểm đó nha. Anh em bắt. Chuyện thường đúng không. Rồi cho chuyện thường luôn. Chuyện thường ngải huyện thôi mà. Cái gì đâu. Vô. Họ có bị cát à. Rồi Ray sai lầm vĩ đại hả. Sai lầm lớn à. No bình thường cứ bắn đi. Hãy bắn đi bắn đi đừng ngại ngùng. I'm becoming annoyed. No 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 chưa tới lúc chưa tới lúc. Dở lên lúc này là dở đấy. Rồi từ từ để mình cầm lá bài trên tay đã. Đây. Rồi để mình bắt lá bài của đối phương. Mình cứ bắt kiểu này là hồi nó hết bài nó chơi luôn. Cái lá này nó rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta chơi với máy, chơi với người thì người ta biết cách khắc chế mình. Nhưng mà chơi với máy nó có khắc chế nha.
mình đánh nó te tua luôn. Mình thì nếu mà đấu với máy mình phá nó dễ. Rồi, ok. Rồi, no. À, ảnh đứng bài rồi, chịu rồi. Rồi thôi, chả cần làm gì nhiều nữa, thắng rồi các bạn. Pegasus thì không mạnh, cho nên là dễ chơi. Cái là trong mấy cái bản mod này có những bản mod A rất là mạnh, nhưng mà có những bản mod A khá là yếu các bạn. Có cái lá này trông lạ lạ nhỉ. Rồi có gì đâu bình thường. Rồi giờ để đổi qua chơi full bài nào lên cấp cao hơn, đấu với ảnh nó mới đã. Rồi ok, cho em thấy sức mạnh của anh đi, chứ nãy giờ là em chưa có thấy á nha. Ai chà, chưa gì ra con chim rồi à. Rồi hôm sau mình lại có sẵn lá này, mình phá cái thế của ảnh cũng được. Mình lại có con này đi, con này hơi dở. À rồi ok, hay quá. Đây. Rồi ok, úp xuống. Quăng ra. Hết hồn chưa? Đây. Em mượn con chim của anh xíu nha. Rồi. Một hồi chắc nữa mình lấy cái lá này, mình phá cái lá cái bình này của ảnh nè. Cái này gọi là ma thuật đen hay cái gì đó mình chả biết, hắc ma pháp à. Black Illusion Ritual, nó là hắc ảo ảnh các bạn. Illusion là ảo ảnh mà đúng không? Hắc ảo ảnh. Nhìn thấy hai cái ly với lại cái bình là biết là nhìn là thấy tà rồi. Rồi nhưng mà 6 lá thì khả năng cao là ảnh có bài để chơi rồi. Rồi ảnh còn cái bình nữa. Rồi ok, ảnh bắt bài mình. No. Phá liền cho anh dễ ăn em à. Ăn em không có dễ đâu anh. Rồi đây. Đây em rút một lá bài ra em dùng luôn. Cầm sẵn này lát nữa ra có ra chơi liền. Rồi xong, thật ra giờ con nào bắn thì cũng vậy thôi. Rồi ok, tiếp tục nào. Vô. Chơi kiểu này đánh này nó thấy nó cũng tương đối nhẹ mà không nặng lắm. Rồi ok. Chơi lại mấy cái lá bảy yếu giống vậy làm nhớ tới cái thời mà chúng ta còn đấu với Yugi bản gốc, lúc đó Yugi yếu xìu rồi các bạn. Mấy cái bản mod này nó khá là nhiều mà cũng hay, không vấn đề gì. No. Trời ơi, 5 lá mà để đếch bài là người ta cười cho ông đấy ông ơi. 5 lá thì đừng để đếch bài chứ. Cái Phương 5 lá mà đếch bài lắm lúc mình cảm thấy không vui luôn á nha. Ở đó đây là cái hại khi mà các bạn chơi Fusion với lại Tool đấy. Bộ bài của anh này rất là hài khi mà nó kết hợp cả Tool, cả Fusion và cả thì tôi trong đó nữa. Nói chung là chơi ba cái nó hợp lại tưởng hay hoặc ra là vô dụng, giống như cái mũ mà kết hợp với cái nĩa vậy đó, không có cái gì nó ra cái gì hết, chứ phải cái lúc nào kết hợp cũng hay đâu, cái nào ra cái đó đôi khi cũng hay hơn là cái đó các bạn lùm ra, không nó cũng không ra cái gì cả.
Ôi trời ơi, lại tư tưởng lớn gặp nhau nữa rồi. I place one card face down. Rồi, một lá. Ồ, con chim à. Rồi, mình cần cái này ra trước đi. Rồi, đương nhiên là phải lấy phép rồi. Giờ anh em mình chỉ có đứng nhìn nhau chứ biết sao giờ. Rồi, đây. Rồi, xong. Chơi luôn đi các bạn ơi. Để làm gì? À rồi, Wamoku, Wamoku. Lá này giống của Yugi đấy. À rồi, ok, trong trường hợp này mình lỗ đúng rồi. Wamoku trường hợp này nó miễn sát thương cho đối phương, nhưng mà mình bật lại mình vẫn dính trưởng. Rồi, không sót bình thường. I activate the spell card. Ôi trời ơi, có kháng phép này không? Bị nó ảnh chơi hết quả này hơi đau nha. Rồi, ok, coi như là ảnh có một pha thành công trong tập này đi. Quên mất tự nhiên nãy úp luôn cái lá mà thực đen, cái đồ ảo ảnh đen xuống. Hắc ảo ảnh. Hơi lỗ, hơi lỗ. Rồi, nhưng mà không sao. Rồi, đây. Cầm lên. Khoan, đề phòng con này là cái con, cái bình rút 5 lá nha. Cho nên là mình úp cái lá này xuống đi, đừng có tiếc. Rồi, đây, ok, không sao. Lâu lâu mình lại quên. À, là con này. Khi nào con này nó còn trên sân thì nó sẽ khóa lá bài bắn nó. Rồi, ok, con này nó yếu yếu thì cũng nguy hiểm. Rồi, bình thường. Wow. Rồi, lấy con chim lên. Úp xuống. Rồi, đây. Tất nhiên rồi. Đây. Úp xuống. Ngửa lên. Hết hồn chưa? Rồi, ra luôn. Đây, kích hoạt phát. Bắt con này về luôn. Để mình giải phóng cho con này của mình. Hỏi vẫn bị hả? Chà, quả này lỗ rồi đó nha. Rồi, thôi không sao, chơi thử. Nó có tính không ta? À, rồi, vẫn tính. Chiêu này hay, coi như là tấn công... Đây, ok, loại luôn. Hơi lỗ nhưng mà chấp nhận. Ít chứ giờ mình biết là mình có thể dùng chiêu tấn công tự sát các bạn. Rồi, ok. À, ảnh chỉ có con giày thì hơi dở nha. Giày chắc là bộ tool rồi các bạn, nó mới bị như vậy. Nhưng mà tức là giày thì mình không tấn công ảnh được. À, mình bất quá mình dở cái lá này lên vậy. Tuôn kiểu này dở rồi. À, lại là cái con này rồi. Có vẻ như là cái con kia nó đúng là khi nào mà nó còn ngửa mặt lên trên sân thì đối phương sẽ không thoát khỏi nó được các bạn. Rồi, ok, 300. À, bình thường thôi, bình thường thôi. I activate the spell card. Oh, rút hai lá à, ghê đấy. Rút hai lá mà nhưng mà vẫn đẹp bài. Các bạn coi buồn không? Mấy cái dáng bài này chơi cảm giác nó buồn buồn sao? Tại đối phương hầu như là nó không đánh được mình. Nó ra cái thế rất là yếu. Legacy này không được mạnh lắm. Qua Legacy, bộ bài của Legacy mạnh lắm đó nha các bạn. Nhưng mà nó là không phải là bộ tool mà nó là cái bộ kẹo ngọt gì á. Là nó ảnh dùng bộ kẹo ngọt đó, ảnh quánh mình te tua luôn. Tất nhiên là trong phần chơi thử thách nha, chứ không phải chơi phần chơi chiến dịch thì lại dễ, không khó. 6 lá như những đếch bài. Thiệt. Bắt đầu thấy buồn rồi đấy. I'm impressed. Rồi, phát tiếp theo. I'm becoming annoyed. Phát tiếp theo nữa. Huh?
Spellcock. Ồ, tâm nga tề tuyết. Vậy thì hơi dở. Rồi thôi ngồi đợi vậy hết ba lượt chứ biết sao giờ. Ít nhất mình biết là ảnh cũng có một lá bài nào đó dùng được. Cái lá này hầu như chỉ có thấy Yugi dùng mà chủ yếu. Cái gì đây? À đó, đợi nãy giờ. Bây giờ có quái tool thì không có con tool để mà dùng nữa kìa các bạn, coi buồn không? Rồi xong. Rồi tới lượt của mình dở lên cho ảnh buồn chơi. 7 lá nhưng vẫn đến bài. Có cái khiên này nữa mà không có dùng được. Tại bài ra là bị mình bắt rồi, lấy gì chơi. Rồi no. Ok, lấy lá bài ra nào các bạn. Rồi xong. Ảnh tưởng là ảnh thoát khỏi mình nhưng mà có lá này thì cái lá ba cái kiếm của Yugi cũng trở nên nguy hiểm, cũng trở nên vô dụng. Ít nhất thì ra được lá bài tấn công người khác đi chứ, ông chơi vậy làm người ta buồn đấy. Rồi thôi còn cái gì nữa đâu để mà nói. Ra được tâm nga tề tuyết mà vẫn để thua là buồn lắm á. Có tâm nga tề tuyết trên sân mà để tới thương bắn cho mình hết máu, ví dụ như rút hết bài thì không nói mà để mất máu là buồn lắm á các bạn. Ok, mấy lá này thì để coi nào. À, không cho đổi thì thôi. Kéo hơi chi vậy ông, để dành hơi để hát đi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.